Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta quay lại một ngày mới đầu tuần. Hôm nay có một số sản phẩm đặc biệt shop chưa có lấy bao giờ. Đây là một cái phục banh. Thì cái này là cái dự án dành cho xe của mình chứ không phải là ráp xe khách. Cho nên các bạn sẽ đợi chờ xem một chiếc xe hai cặp bánh bự chà bá như xe mô tô. Đây là một cái phuộc bình thường. Mình cắt đôi nó ra xong rồi banh bự nó ra để gắn được cái cặp vỏ bự đó. Bạn nào có nhu hệ mua cái này thì liên hệ nha. Cái này 1,5 triệu một cái phuộc từ trước đó. Rồi đây là cái giày chế để đi với cái phần trước. Đây hai cặp lốp thấy khủng chưa, 130 này đinh lốp thái. Cái này hàng xài rồi rất là mắc tiền, hàng xài rồi rất là mắc tiền. Các bạn hãy đợi chờ xem khoảng 20 ngày nữa thì xe mình hoàn thiện. Đây là lốp 16 đi với cặp này 16 mô tô bánh bự. Đồ khủng không à. Rồi, đó là hàng của mình, còn xe đây là hàng bán. Rồi, sáng hôm nay đi mua lặt vặt thôi. Đồ ring thì ít mà đồ xe kiển là nhiều. Đây yên cúp lùn dành cho các bạn trên xe kiển nha. Đây cái yên. Ruột dành cho bánh bự lúc này. Rổ may. Đây mới giữ nè. Cái này mình chỉ review những cái mình mua thôi, rồi mình sẽ quay lại từng món cho các bạn coi nha. Đây cặp cầm xe mô tô, xe gì biết tết liền, không biết không biết xe gì luôn. Cái này nó dành cho xe mô tô đó. Rồi xi nhan tắt đó. Rồi cái này rất là đẹp, này gắn cho chiếc mô tô của mình, cho chiếc xe cúp độ mô tô của mình. Rồi cái này khoe thôi, ai mua thì bán luôn. Ok, chó đang pha. Đây. Đẹp. À, chó đang pha. Hai bộ chó với dành luôn. Cái chó không dành cho khách nào có nhu cầu. Chó không thôi. Cam 16 mô tô, hai cái yên cúp lùn, cầm 81 có đề hàng Thái, hàng này ngoài thị trường không có bán, chỉ có chiên cấp kiển mới có thôi, hàng này ký hết Sài Gòn trong đó đâu. Đây đặc biệt bát nhôm dành cho các bạn độ ghi đông trần. Đây là cái bát bằng nhôm nha, nhôm nguyên khối, và hàng này là hàng chế độc quyền chứ không phải hàng sản xuất đại trà đó.
này rất là mắc tiền. Cái này dành cho xe của mình chứ không có bán cái này, ai mua thì bán nhưng mà cái này mình không bán đặt xe. Cái này là mình mua về chế cho xe của mình chứ cái này không ai muốn để lấy về bán, tại vì khá là mắc. Cái về chế cho xe mình là toàn đồ mắc tiền. Đây cặp ghi đông của MD dành cho xe MD CD rồi viên hết ha, cặp cầm viên có sẵn luôn, bao tay luôn, ghi đông đó, dây điện rồi đầy đủ rồi. Hàng cho buổi sáng hôm nay nó chỉ có hàng cho hôm nay chỉ có thế thôi, bao nhiêu đó thôi mà hết gần chục triệu rồi. Ok, bye bye. Lưu ý nha là shop bên mình không có bán hàng ship COD, nhận tiền rồi mới trả hàng, các bạn thông cảm ha. Các bạn quyết định mua shop bên mình thì chuyển tiền trước, nhận hàng sau. Tất cả mọi người, hàng trăm hàng ngàn người ai mua đồ ở đây cũng vậy, tổng thống mua cũng vậy thôi. Trừ khi các bạn mua hàng ở đây quen lắm thì mà mình mới chuyển tiền rồi, chuyển hàng rồi mới thu tiền. Còn không, các bạn mua lần đầu, chuyển tiền trước, nhận hàng sau. Ok, cảm ơn các bạn.